Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay em lại có những mặt hàng nó khác khác một tí để phục vụ các bác nhá. Em lên giò số 1 này. Giáng hương tam bảo sắc nhá. Đây, có 4 cây nhá. Cái này có 4 cây. Đó, như thế này. Giò như này nhá, thân lá nó đẹp nên là em bán cho các bác nhá, với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Các bác nhá, 200.000 nha. Thân lá nó đẹp. Em bán 200.000 cho giò số 1 nhá. Số 2 này. Một giò đùi gà hàng một dài các bác nhá, hàng một dài. Giò như thế này nhá. Toàn bộ thân tơ không có một thân nào già già luôn. Thân già em cắt hết rồi. Em bán giò này cho các bác nhá. Với giá là 350.000. Các bác nhá, 350.000. Cho giò số 2 nhá. Hàng thuần lâu năm rồi. Cái này làm một cái giớn cho nó vào. Hạc vĩ thiên cung à? Đây nhá, một giò hạc vĩ thiên cung như thế này nhá. Bác nào lấy thì em sẽ cho một cái cục giớn đậy vào đây cho các bác nhá. Cái gỗ này thì nó đã mục rồi. Đó. Một cái rèm to nhá, một cái rèm to nhá. Hạc vĩ thiên cung nhá. Em bán giò này cho các bác nhá. Với giá là 600.000 nhá, 600.000 nhá. Quá tuyệt vời luôn. Cho giò số 3. Số 4 này. Em lên cho các bác một cái trụ dáng hương tam bảo sắc đây à. Em đặt ở đất đây nhá. Nó cao như người em này. Các bác nhá, cao như người em luôn. Một trụ dáng hương tam bảo sắc như thế này này. Đó. Dài nhá. Miên man luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.300.000 nha. 1.300.000 nha. Hôm nay em bán hàng không bao gồm phí ship nha các bác nhá. 1.300.000 cho giò số 4. Một cái giò chồn nó to nó đẹp như thế này là các cụ à. Đấy. To nhá. Một giò chồn như thế này thì em bán cho các bác với giá là 1.400.000. Các bác nhá, 1.400.000 nha. Gỗ này thì các bác còn lâu mới hỏng nhá. Cho giò số 6. Số 7 này. Đùi gà tròn nhá, đùi gà tròn nhá. Đấy, toàn thân tơ hết. Thân dài em cũng cắt hết rồi các bác ạ. Một giò đùi gà tròn như thế này. Em bán cho các bác với giá là 480.000. 480.000 nha các bác nha. Giò thuần quá lâu rồi nha các bác nha. Đấy dễ nha. Cho giò số 7. Số 8 này các bác này. Tiếp tục đùi gà tròn. Đấy. Em bán giò này nha cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha các bác nha. Cho giò số 8. Số 9 này. Một giò gà này là kiều này là kiều mỡ gà nhé các bác nhá. Kiều này là kiều mỡ gà này. Một giò to như thế này. Các bác nhá. Một giò to như thế này.
Em bán giò này nha cho các bác với giá là 650.000 nha các bác nha, 650.000 nha. Một giò kiều mỡ gà như thế này 650.000. Cho giò số 9, số 10 này. Cái giò kiều này thì có một ít là kiều mỡ gà, còn đâu là lẫn cả kiều vàng luôn, hai loại luôn nha các bác nha. Hai loại luôn. Một giò kiều như thế này em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. 400.000 nha các bác nha. Cho giò số 10. Số 11 này. Cái này là hạc vĩ vẫn là hạc vĩ thiên cung nha các bác nha. Một giò hạc vĩ thiên cung như thế này, trồng chậu nha. Đấy. Giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 550.000 nha. Quá nhiều thân tơ luôn. Đấy. 550.000 cho giò số 11. Số 12 này. Một giò kiều rừng. Kiều này là kiều vuông rừng nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000 thôi. Các bác nha, 350.000. Cho giò số 12. Số 13 này, một giò kiều rừng đây này. Đẹp chưa? Đấy. Giò này thì to hơn nhá. Em bán cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha các bác nha. Một trồng vào lũa như thế này. Vẫn là kiều rừng nha. Cho giò số 13. Số 14 này các bác này. Một giò giáng hương tam bảo sắc to như thế này. Em bán cho các bác với giá là 500.000 nha. Đây nha. Một cục dớn to như thế này. 500.000 nha. Cho giò số 14. Số 15 này các bác này. Một cái cục gỗ này nó bị mục rồi. Em sẽ ghép nó vào cái cục gỗ này cho các bác này. Sang năm nó cứ thế là nó tốt rồi. Các bác nha. Hạc vĩ nha. Hạc vĩ này là hạc vĩ Lai Châu. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000. 350.000 nha các bác nha. Cho một giò hạc vĩ như này. Cho giò số 15. Số 16 đây các bác này. Một giò chồn nó to như thế này. Đấy, toàn cây to à. Đấy nha. Em đưa chậm cho các bác xem nha. Đấy. Một giò chồn như thế này thì em bán cho các bác với giá là 570.000. 570.000 nha các bác nha. Cho giò số 16. Số 17 đây. Đấy, một giò chồn như thế này. Toàn cây to thôi. Em bán giò này cho các bác với giá là 280.000 nha. 280.000 nha. 280.000 nha các bác nha. Cái này ấy, cho một cái đũa vào đây là dựng lên là đẹp luôn. Cho giò số 16. Số 17 là sơn thủy tiên họng đen à. Một giò như này này. Đấy. Sơn thủy tiên họng đen nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Cái này là em bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. Các bác mua thì cứ kết bạn Zalo vào xong là em khắc bảo hành cho các bác nhá. Cho giò số 18. Số 19 này, một cái giò kiều vàng như thế này.
một giò kiều vàng như thế này nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 150.000. 150.000 nha các bác nha. Các bác không nghe nhầm đâu ạ. Cho giò số 19, số 20 này, Ý Ngọc nha, Ý Ngọc nha. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 100.000. 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân, 9 thân, 10, 11 thân. 100.000 các bác nha. Cho giò số 20, số 21 này, có 2 thân trầm này, 3 thân trầm, 4 thân trầm, và có 5 thân trầm, và có 4 thân hạc vĩ các bác nha. 4 thân hạc vĩ như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nha. Trầm nó cao được 20 cm luôn này các bác này. Đây, 20 cm luôn. 300.000 nha. Cho giò số 21, số 22 này, cái giò này là giò đen dô Úc nha, hòa rất đẹp luôn các bác ạ. Một giò đen dô như thế này em bán cho các bác với giá là 250.000. 250.000 nha các bác nha. Cho giò số 21, à 22, số 23 này, số 23 nha các bác nha. Một cái giò kiều tím miền Trung. Cái này là kiều tím miền Trung nha. Vùng miền thì các bác yên tâm nha, em sẽ báo thẳng ở trên Zill luôn cho các bác nha. Một giò như thế này em bán giò kiều tím này cho các bác với giá là 450.000 nha các bác nha. Lá này to như cái dép luôn. Đấy, 450.000 nha. Dễ thì đây nha. Cho giò số 24, số 25 này, cái giò kiều tím. Đây là vẫn là kiều tím miền Trung nha. Như nó lại trồng ở chậu nên là em bán rẻ hơn cho các bác nha. Em bán cho các bác với giá là 350.000. 350.000 nha. Cho giò số 25, số 26 này, kiều này người ta gọi là kiều vàng lẫn kiều mỡ gà các bác nha. Một giò to như thế này. Giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 450.000 nha các bác nha. Cho giò số 26 nha. Số 27 này, một giò trồn như thế này. Đấy, em bán giò này cho các bác với giá là 250.000. 250.000 nha các bác nha. Cho giò số 27, số 28 này, trồng ở trên gỗ như thế này. Đấy, như này nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 280.000. Các bác kể cả các bác về các bác không thích đả gỗ như này, các bác cứ đặt vào chậu cho em vẫn là ok nha. 280.000 nha. Cho giò số 28, số 29 nè các bác này, số 29 nè. Đấy, nhìn các bác nhìn đã chưa. Đấy, em bán giò này cho các bác với giá là 550.000 nha các bác nha. 550.000 nha. Một giò dáng hơn tầm ở sắc to như thế này. Cho giò số 29, số 29 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nhé. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nha. Nhớ ấn like cho em phát nha.